Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series Fresh Streets, Phố Kinh Hoàng. Vào tháng 7 năm 2021 vừa qua, khán giả của dòng phim kinh dị đã được Netflix chiêu đãi với bộ ba phim Fresh Streets, được chuyển thể từ truyện kinh dị tuổi teen cùng tên của tác giả A.L. Stein. Bộ phim lấy bối cảnh tại thị trấn Sunnyside, nơi được mệnh danh là thủ phủ của tội ác, khi sinh ra rất nhiều sát nhân hàng loạt, gieo rắc kinh hoàng trong suốt nhiều thập kỷ. Một nhóm bạn trẻ, sau khi phải đối diện với những tên sát nhân bí ẩn, đã khám phá ra sự thật về lời nguyền mà phù thủy tên Sarafir đã gieo rắc lên thị trấn và quyết tâm chấm dứt nó trước khi quá muộn. Series bao gồm 3 phần với 3 mốc thời gian khác nhau. Phần 1, 1994, phần 2, 1978 và phần 3, 1666. Cả 3 phần phim đều chứa đầy những phân cảnh máu me rùng rợn, đúng chuẩn nhãn 18+. Đi kèm với đó là hình ảnh, âm thanh không thể chê vào đâu được. Với bối cảnh và mốc thời gian khác nhau, mỗi phần phim lại có ngôn ngữ kể chuyện riêng nhưng đều thống nhất về chất liệu kinh dị. Màu sắc neon đầy ma mị của phần 1, không gian chết chóc gợi nhớ đến tượng đài của dòng phim kinh dị Slasher thứ 6 ngày 13 trong phần 2, hay bầu không khí u uất nặng nề của phần 3 đều có tác dụng khơi gợi nên cảm xúc bất an và nỗi sợ hãi của người xem. Mặc dù câu chuyện chính của mỗi phần cơ bản là khác biệt, nhưng chúng đều xoay quanh nguồn gốc của cơn ác mộng mà người dân Sunnyside phải đối mặt suốt nhiều thế kỷ. Chính sợi dây liên kết này đã làm nên nét độc đáo của bộ ba Fear Street. Thay vì dẫn dắt mạch phim theo thời gian tuyến tính thông thường, Phố Kinh Hoàng đưa khán giả ngược trở về quá khứ để tháo mở những bí ẩn còn trốn giấu. Hành trình của nhân vật chính như một bộ phim trinh thám khi bị đặt vào một vụ án bí ẩn, buộc phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nhưng tất nhiên, nguy hiểm luôn trực chờ với những kẻ sát nhân khát máu. Cách kể chuyện này cũng khiến cho những diễn biến về sau càng khó đoán và bất ngờ hơn. Một trong những điểm mạnh khác của Phố Kinh Hoàng là xây dựng nhân vật có cá tính rõ ràng và không giống như những phim kinh dị khác. Cả ba phần đều đem tới những gương mặt đáng nhớ, có sự khôn khéo và bản lĩnh cần thiết để đối mặt với vấn đề. Nhìn tổng thể, Fear Street, Phố Kinh Hoàng là một bộ ba tròn trịa. Càng về sau, nội dung càng hấp dẫn và kịch tính. Đặc biệt, hai phần cuối đã thực sự bùng nổ trong diễn biến và phát triển nhân vật. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không tránh khỏi những hạt sạn không đáng có, gây khó hiểu trong một vài tình tiết. Dù vậy, với khán giả của dòng phim kinh dị, đặc biệt những người đã yêu thích series American Horror Story, chắc chắn sẽ rất thích bộ ba phim Fear Street, bởi có rất nhiều điểm tương đồng giữa cách kể chuyện, màu sắc phim và cả mức độ máu me đậm đặc. Không cần phải gồng ép đan cài những bài học đào to búa lớn, series Phố Kinh Hoàng chỉ đơn giản đánh vào yếu tố giải trí nhưng cũng đủ đem đến cho người xem một trải nghiệm kinh hoàng và đầy phấn khích. Với những trải nghiệm thú vị được tận hưởng, mình đánh giá phim ở mức đáng xem 7,5 trên 10 điểm. Nếu chưa xem phim thì hãy xem ngay nhé. Video này mình sẽ tóm tắt toàn bộ series Fear Street, Phố Kinh Hoàng. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh và cùng mình tóm tắt nội dung với phần 1, 1994 ngay thôi nào. Bộ phim mở đầu tại thương xá Sunnyside năm 1994. Heather, nhân viên cửa hàng sách, không muốn đi về một mình giữa đêm tối, vì vậy cô hẹn anh bạn Ryan đi cùng. Dù anh ta có vẻ lập dị, nhưng chắc chắn đó là một chàng trai tốt. Trong khi Heather dọn dẹp cửa hàng, thì bất ngờ bị một gã đeo mặt nạ sọ người tấn công. May mắn cho cô, nhờ có cuốn sách trước ngực, cô đã may mắn thoát chết một mạng. Heather vội chạy đi tìm Ryan, nhưng không tìm thấy anh bạn đâu. Trong khi ấy, tên sát nhân đang dần tiến tới. Cô cố gắng ẩn trốn, rồi đánh gục hắn và chạy đi kêu cứu. Nhưng mọi người ở đây đều đã chết. May mắn cuối cùng cũng không thể cứu được Heather. Cô bị tên sát nhân đuổi kịp và đâm chết. Bất ngờ thay, hung thủ chính là Ryan, anh chàng bạn thân tốt bụng của cô. Ngay sau đó, hắn cũng bị cảnh sát bắn chết. Đó không phải vụ thảm sát đầu tiên ở thị trấn Sunnyside. Trong nhiều thế kỷ, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp đột nhiên phát điên rồi giết hại mọi người xung quanh, khiến nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của sát nhân nước Mỹ. Ngay bên cạnh, thị trấn Sunnyvale lại vô cùng bình yên và giàu có,
được đánh giá là thị trấn an toàn bậc nhất cả nước, nhiều người cho rằng người dân ở Sedisai bị nguyên rủa bởi mụ phù thủy Sarafir, kẻ đã bị hành quyết vào năm 1666. Yost, một anh chàng suốt ngày cắm đầu vào máy tính, hoàn toàn tin vào chuyện đó và dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu những kẻ sát nhân máu lạnh trong lịch sử của thị trấn. Trong khi chị gái cậu, Dina, chẳng hề quan tâm bởi còn đau đầu vì mới chia tay người yêu. Ở trường, Dina có hai người bạn thân, Simon và Kate. Hai người đang khởi nghiệp bằng cách buôn bán thuốc cấm với hy vọng có tin để rời khỏi thị trấn. Tối đó, mọi thành viên của đội bóng và đội cổ vũ đều phải có mặt tại buổi tưởng niệm dành cho những người chết trong vụ thảm sát do thị trấn Sunnyvale tổ chức. Nhân cơ hội, Dina cũng tới để gặp người yêu cũ, nhưng thấy Sam đang hú hí cùng người yêu mới. Hóa ra, Dina và Sam là một cặp đồng tính. Sau khi cha mẹ ly hôn, Sam đã rời khỏi thị trấn bị nguyền rủa Sedicide để tới Sunnyvale. Dù vẫn còn tình cảm, nhưng khoảng cách khiến hai người dần xa nhau. Không những thế, mẹ Sam còn rất kỳ thị đồng tính, khiến cô phải giả làm gái thẳng. Bởi vậy, Dina quyết định chia tay. Ở sân vận động, vì vài câu cài khịa, một cuộc ẩu đả bất ngờ diễn ra giữa học sinh của hai thị trấn, ngay cả Kết cũng bị đánh cho vêu mặt. Trên đường về, Kết không ngừng kích động đội bóng Sedicide, khiến mọi người đều phấn khích với ý định phục thù. Vừa hay, ba học sinh của Sunnyvale đang đuổi theo quấy rối, bao gồm cả Sam và bạn trai mới Peter. Để trả đũa, Kết và Dina dự định hất nước đá xuống đường, nhưng bất ngờ Dina bị chảy máu mũi rồi bất cẩn buông tay đánh rơi chiếc thùng đá vào đầu xe ô tô của Sam, khiến chiếc xe mất lái đâm sầm vào rừng. Rất may cả ba người trên xe đều còn sống, tuy nhiên Sam bị choáng, chảy rất nhiều máu. Cô bò ra khỏi xe và đột nhiên thấy những ảo ảnh kỳ quái về phù thủy Sarafir. Sau đó cô còn ho ra máu phun vào cả giày của Dina và áo Simon. Dù trước mặt cảnh sát, tất cả đều khai rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng Peter rất tức giận. Hắn ôm Dina thật chặt và uy hiếp sẽ trả thù. Tối hôm sau, Dina phát hiện ra một kẻ đeo mặt nạ sọ người đang theo dõi cô từ bên ngoài tòa nhà. Hai người bạn thân, Simon và Kate, thậm chí còn thấy hắn đang lục tung đồ đạc. Gã đeo mặt nạ thậm chí còn đâm rách cả chiếc áo dính máu của Simon. Tin rằng đó là Peter, Dina kéo Kết, Simon và cậu em Josh tới bệnh viện để gặp Sam, nhằm làm cho ra nhẹ vấn đề dù đã quá giờ thăm bệnh. Nhưng nhờ y tá Betty, một khách hàng thân thiết của Kết, Dina đã được dẫn vào gặp Sam. Cô nhanh chóng đổ tội cho Sam và Peter về trò đùa quái đản, rình rập đe dọa nhóm bạn của mình. Nhưng Sam chẳng hiểu gì cả, vì Peter ở bệnh viện suốt cả buổi. Trong khi hai cô gái đang mải cãi nhau, thì bất ngờ Peter đã bị kẻ đeo mặt nạ đâm chết. Trong giây phút kinh hoàng, Dina vẫn kịp đập vào đầu tên sát nhân rồi kéo Sam chạy đi. Ở bên ngoài, George có màn thể hiện cool ngầu khi hack máy bán hàng tự động, khiến Kate không khỏi ngưỡng mộ. Vừa hay, Dina, Sam và tên sát nhân chạy qua. Thấy vậy, Kate vội kéo George và Simon ra một xe cứu thương gần đó. Trong khi ấy, Sam và Dina vẫn mắc kẹt ở sảnh bệnh viện. Bấy giờ, chị Lệ Tần đã bị xiên chết. Tiếp đó, y tá Betty cũng ăn ngay một dao xiên vào cổ họng. Sam và Dina rất khó khăn mới thoát được khỏi bàn tay của kẻ sát nhân. Nhưng ngỡ ngàng thay, hắn chính là Ryan, tên sát nhân mới bị cảnh sát tiêu diệt vài ngày trước. Cả nhóm vội tới đồn cảnh sát báo án, nhưng chẳng ai tin việc Ryan đội mồ sống dậy, kể cả cảnh sát trưởng tốt bụng, God. Sam và Dina đành miễn cưỡng ra về. Bất ngờ, Dina giả vờ kích động rồi trộm súng của viên cảnh sát. Ở bên ngoài, trong khi Josh kể cho Kate và Simon về những tên sát nhân của thị trấn, thì Simon mót tè. Anh ra một góc phố giải quyết nỗi buồn và bất ngờ bắt gặp một cô gái siêu ngon đang ngồi hát bên đường. Simon tiến tới hỏi han, không ngờ bị cô ta dùng dao cạo tấn công. Dù cố gắng chống cự, Simon vẫn bị đè ra giữa đường, kề dao vào cổ. Ngay khi anh chuẩn bị bay mau, Dina và hội bạn đã có mặt kịp thời, bắn chết kẻ sát nhân, cứu Simon một mạng. Tuy nhiên, dù bị ăn hai viên đạn vào ngực, kẻ sát nhân vẫn từ từ ngồi dậy, chẳng hề hấn gì cả. Nhóm bạn trẻ của chúng ta vội chạy về nhà và bắt đầu tìm hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhờ quá trình nghiên cứu kỳ công, Josh nhận ra kẻ muốn giết Simon có tên Ruby.
cô gái đã gây ra vụ thảm sát vào năm 1965. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ án tương tự khác như vụ thảm sát trại hè năm 1978, kẻ giao sữa giết các bà nội trợ vào năm 1950 và vô số các vụ thảm sát khác. Vụ việc đầu tiên được biết tới là vào năm 1666, một mục sư đã giết rất nhiều trẻ con và móc mắt chúng. Tất cả đều có một điểm chung là những người đang bình thường đột nhiên biến thành kẻ sát nhân. Josh quả quyết, cội nguồn của mọi chuyện đều do lời nguyền của mụ phù thủy có tên Saraphia, kẻ đã bị hành quyết vì tội phù thủy vào năm 1666. Như bài đồng dao được lưu truyền trong thị trấn, trước khi chút hơi thở cuối cùng, mụ phù thủy đã tìm cách lừa thần chết. Nhờ chặt bàn tay bị nguyền, mụ luôn kiểm soát nơi đây. Từ dưới mồ, mụ biến người tốt thành nô lệ. Mụ sẽ đi theo bạn cho đến chết. Thế nhưng, kể cả lời nguyền có thật, thì việc nhóm bạn bị hai kẻ sát nhân đã chết truy sát vẫn thật quái dị, không hề giống với những vụ thảm sát trước đây. Phải chăng tất cả đều do Sam nhìn thấy mụ phù thủy vào đêm trước? Để tìm đáp án, cả nhóm quyết định tới chỗ tai nạn để tìm kiếm. Quả nhiên, bên dưới đám rêu màu đỏ có một bộ xương người với cả xích sắt và ổ khóa ghi tên Fear. Fear. Chắc hẳn vì Sam xâm phạm mộ của mụ phù thủy khiến đám tay sai đội mồ sống dậy truy đuổi bọn họ. Không biết phải làm sao, cả nhóm đành thu dọn đống xương và chôn cất lại cho cẩn thận, hy vọng được mụ phù thủy tha thứ. Trong quá trình ấy, Sam tiếp tục chảy máu mũi và nhìn thấy ảo ảnh khi chạm vào đống xương. Xong việc, mọi người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ tên sát nhân chạy hè đột nhiên xuất hiện. Hắn vụt chạy qua mặt Josh, xông tới tấn công Sam. May mà Dina kịp thời kéo Sam đi. Cả nhóm vội lên xe bỏ chạy. Như vậy, việc an táng cẩn thận cho bộ xương chẳng hề có tác dụng. Bấy giờ, Sam nhận ra bọn sát nhân đang truy đuổi một mình cô mà thôi, vì cô đã xâm phạm bộ xương, cũng đã nhìn thấy ảo ảnh về mụ phù thủy. Kate cũng phát hiện việc Ryan tấn công Simon và Dina bởi trên áo và giày của họ có dính vết máu của Sam. Trong khi đó, cảnh sát trưởng God đã xác nhận vụ án ở bệnh viện. Anh cũng tìm thấy sợi dây chuyền đầy máu mà Ruby đánh rơi khi đang cố gắng giết hại Simon. Sau đó, anh tìm tới một ngôi nhà và để lại lời nhắn. Nó lại xảy ra rồi. Có vẻ, cảnh sát trưởng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại trường học, Josh đã có kế hoạch hoàn hảo. Cậu yêu cầu mọi người thay hết quần áo, đảm bảo không được dính máu của Sam trên người. Để đỡ sợ, Kate rủ Josh vào trong phòng thay đồ. Sau mấy tiếng sống chết cùng nhau, Kate đã nhận ra Josh thầm thương mình từ lâu. Cô yêu cầu cậu giúp mình lau sạch người. Sam và Dina thì hòa giải hết mọi khúc mắc, tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi. Sam và Dina, Josh và Kate bắt đầu quất nhau tới bời. Simon cũng quay tay đã đời. Hành sự xong, để tiếp tục kế hoạch, cả nhóm dùng Sam làm mồi nhử và dùng máu của cô để chỉ dẫn cho đám sát nhân tiến vào cái bẫy đang đợi sẵn. Quả nhiên, bọn chúng đều từ từ xuất hiện. Ba kẻ sát nhân đi theo vệt máu tiến vào nhà vệ sinh tấn công Sam. Nhưng bấy giờ, Sam đã kịp thời thoát ra bằng đường thông gió. Ở bên ngoài, các bạn trẻ khóa chặt cửa phòng và thiêu rụi bên trong. Kế hoạch thành công mỹ mãn, đám sát nhân đã tan xương nát thịt. Tuy nhiên, ngay sau đó, bọn chúng từ từ hồi sinh từ đống tro bầy nhầy. Cả nhóm vội chạy vào một căn phòng khác. Kate đã chấp nhận sự thật, không thể cứ chạy trốn mãi, cũng không thể tiêu diệt được bọn sát nhân bất tử. Chỉ còn cách mặc kệ Sam phải chết, những người khác mới được an toàn. Cả Josh, Simon và Sam đều đau đớn đồng ý. Chỉ mình Dina không thể chấp nhận. Mặc cho Dina ngăn cản, Sam vẫn rời khỏi phòng, một mình đối diện với đám sát nhân. Dina chỉ còn cách cầu cứu cậu em trai biết tuốt hỗ trợ. Ngay khi Sam chuẩn bị bay mau, nhóm bạn đã cứu cô thêm một mạng. Hóa ra, Josh đã tìm thấy trong số tài liệu của mình có một người họ Berman đã sống sót sau vụ thảm sát trại hè năm 1978. Chị ta quả quyết đã nhìn thấy phù thủy. Dina vội gọi cho chị ta cầu cứu, nhưng tiếc rằng không ai nhấc máy. Tuy nhiên, Sam đã tìm được một điểm mấu chốt. Khi đó, chị Berman thực sự đã chết rồi được hồi sinh cấp cứu sống dậy. Chắc hẳn, để sống sót, Sam cũng phải chết đi rồi nhờ các bạn hồi sinh. Dù cơ hội sống rất mong manh, nhưng cả nhóm vẫn quyết định thực hiện. Họ vội chạy tới thương xá Cedisai. Với kinh nghiệm buôn thuốc của mình, Kate chuẩn bị cho Sam một đống thuốc để uống, đảm bảo nếu uống đúng thứ tự và thời gian quy định, tim Sam sẽ ngừng đập. Sau đó,
mọi người sẽ dùng adrenaline để hồi sinh cô. Vì Sam từng quyết định hy sinh để cứu cả nhóm, nên Kate và Simon cũng quyết tâm giúp đỡ cô bạn đến cùng. Theo kế hoạch, Simon, Josh và Kate chia nhau ra dùng máu Sam để dụ dỗ đám sát nhân trong khi Dina cho Sam uống thuốc. Thế nhưng, việc uống một đống thuốc khiến Sam bắt đầu mê man và rất khó để tiếp tục. Không những thế, Ryan đã xuất hiện tấn công hai người. May mà Kate kịp thời có mặt, phun lửa trợ giúp. Trong khi chạy trốn, Sam và Dina đã đánh rơi đống thuốc. Do đó, họ buộc phải tìm cách khác. Dina dìm Sam xuống bể nước để cho cô chết đuối. Bấy giờ, Simon bị Ruby tấn công. Rất may, anh đã kịp thời chạy thoát. George thì bị gã sát nhân chạy hè truy đuổi, còn Kate thì bị Ryan xin vào bụng. Dù vô cùng đau đớn, Kate vẫn cố gắng chống cự đến cùng, cho tới khi cô bị hắn đút đầu qua máy cắt. Cô gái đáng yêu của chúng ta đã bị cắt nát sọ. Ngay sau đó, Simon cũng bị tên sát nhân chạy hè băm vỡ đầu. Chứng kiến cảnh tượng điên rồ đó, Josh chỉ còn biết bỏ chạy thục mạng. Đám sát nhân tiếp tục tiến đến tấn công Josh và Dina. Trong giây phút nguy hiểm ấy, tim Sam cuối cùng cũng ngừng đập. Ngay lập tức, đám sát nhân cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Đuổi được đám sát nhân, Dina nhanh chóng tiêm thuốc vào người Sam để cứu sống cô, nhưng không có tác dụng. Dina tuyệt vọng hô hấp nhân tạo cho Sam. May thay, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Vậy là Sam đã được Dina cứu sống, nhưng chỉ vì cô, Simon và Kate đã phải chết. Một mạng đổi bằng hai mạng, điều đó có đáng hay không? Phải chăng ngay từ đầu họ lên để Sam chết một mình? Sau sự việc đau đớn ấy, ba bạn trẻ Sam, Dina và Josh quyết định đưa lời khai giả, giấu kín những chuyện ma quỷ đã diễn ra, bởi họ biết sẽ chẳng có ai tin như thế. Cảnh sát trưởng God rất hối tiếc vì đã không tin tưởng khi nhóm bạn trẻ tới cầu cứu. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc, Dina cũng chẳng còn cần anh giúp đỡ. Trước khi rời khỏi sở cảnh sát, Josh miễn cưỡng giúp một anh chàng đang bị bắt ở đây bằng cách cho anh ta một chiếc kẹp ghim. Để trả ơn, anh chàng đưa cho cậu danh thiếp và nói rằng cần gì cứ gọi. Rời khỏi sở cảnh sát, Sam tự tin hôn Dina trước mặt mẹ mình, dù khiến bà rất tức giận. Như vậy, chuyện tình của hai cô gái đã có kết thúc tốt đẹp. Josh cũng đã chăm chỉ hơn, không còn suốt ngày cắm đầu vào máy tính như trước. Mọi chuyện đều có vẻ tốt đẹp. Nhưng tối đó, Dina nhận được cuộc gọi từ chị Berman. Chị ta quả quyết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, không bao giờ kết thúc cả. Mụ phù thủy mới là người đặt ra quy tắc, mụ sẽ còn tìm tới bọn họ. Trong một căn hầm bí mật, một người bí ẩn đang lập đàn tế. Trước mặt hắn, trên vách đá khắc đầy tên của những người từng phát điên ở Cityside, bao gồm cả Ruby, Ryan và một cái tên mới nhất chính là Sam. Ở tầng áp mái, Josh tiếp tục ôm máy tính, nghe nhạc sập sình và chat chít với bạn bè. Cậu không hề hay biết, ở dưới nhà, Sam đã bất ngờ xin một dao vào bụng Dina, nhưng Dina đã cố gắng chống trả ác liệt. Dù bị thương, Dina vẫn khống chế được Sam và trói lại bằng dây điện thoại. Có vẻ Sam đã phát điên. Dina và Josh sẽ làm sao để cứu Sam đây? Nếu là Dina, bạn có cứu Sam mà đẩy bạn bè vào nguy hiểm chết người hay không? Làm sao chị Berman biết được số điện thoại nhà của Dina mà gọi cho cô chứ? Đấy có phải sạn của phim hay không? Điều bí ẩn gì đang chờ đón ở phía trước? Vừa rồi là tóm tắt phần đầu tiên của series Fair Streets, Phố Kinh Hoàng. Hãy đón xem tóm tắt các phần tiếp theo tại kênh Nagi Movie nhé! Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nagi Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.